tu bốn niệm trụ bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo không tam ma địa vô tướng tam ma địa vô nguyện tam ma địa như không thuận theo thế lực của tịnh nữ vô lượng vô sắc mà chuyển hiện tiền phụng thờ gần gũi cúng dường hiện tại các đức như lai ứng tránh đẳng giác đối với cõi phật này siêng năng tinh tấn tu phạm hạnh từ đây qua đời sanh vào cõi trời đâu xuất thọ mạng dài lâu, các căn đều đầy đủ, nhớ nghĩ thấy biết đều chân tránh, có vô lượng vô số trăm ngàn câu chi na do tha, chúng trời cung kính vây quanh, đến khi sanh vào cõi người chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển diệu pháp luân và độ vô thượng chúng sanh. Lại nữa, này xá lợi tử có đại Bồ Tát đạt được sáu phép Ba la mật đa không sanh vào cõi dục, không sanh vào cõi sắc, không sanh vào cõi vô sắc, dạo chơi các cõi Phật để cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật thế tôn, tu hạnh Bồ Tát cho đến trường đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề mà mình mong cầu. Lại nữa, này xá lợi tử có đại Bồ Tát đắc giáo phép thần thông, sinh hòa tự tại từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Những cõi Phật đã được trải qua, không có tên thanh văn thừa, độc giác thừa, chỉ có một thừa là các chúng Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện có đại bồ tát đạt được sáu phép thần thông sinh hoạt tự tại từ cõi phật này đến cõi phật khác số hữu tình ở các cõi phật đã từng trải qua có tuổi thọ rất cao không thể nào tính biết được lại nữa này xá lợi tử có đại bồ tát đạt được sáu phép thần thông dạo chơi các thế giới từ thế giới này đến thế giới khác nếu có thế giới không nghe đến tên của Phật pháp tăng thì Đại Bồ Tát ấy đến thế giới này ngợi khen công đức của Tam Bảo để các hữu tình có lòng tin một cách sâu sắc và thanh tịnh nhờ đó mà thường được lợi ích rất lớn Đại Bồ Tát ấy sau khi qua đời ở đây sanh vào thế giới có Phật tu hạnh Bồ Tát lần lần chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà mình mong cầu lại nữa, này xá lợi tử, có đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm, đắc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, tu mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, thì đại Bồ Tát ấy không sanh vào cõi dục, không sanh vào cõi sắc, không sanh vào cõi vô sắc thường sanh vào chỗ hữu tình để làm lợi ích an lạc và giáo hóa hữu tình. Lại nữa, này xá lợi tử, có Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm có thể nhập vào ngôi vị tránh tánh quyết định của Bồ Tát cho đến trụ vào địa vị bất thối chuyển không?